các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Như tiêu đề các bạn đã thấy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn quá trình mình mua đồ tại chợ hàng hóa tháng và mình đã mua được những món gì ở đó. Một lý do mà mình khá thích đi mua đồ Si á, tại vì mình nghĩ là cái ngành công nghiệp thời trang nhanh nó đã làm ảnh hưởng rất là nhiều với môi trường, mà sợ mà sản xuất hàng loạt á, đối với cái tính cách của mình nó như thế nào, kiểu mình thích là mình mặc đồ nó không quá nổi bật nhưng mà nó cũng không có được trùng lặp quá nhiều á, nên là mình hay đi lượn lờ những cái chợ đồ Si, tại vì nó có thể mang lại được một cái nét gì đó nó hơi độc đáo một chút. Kiểu đồ Si mỗi kiểu chỉ có một cái thôi đúng không, nhưng mà các bạn phải bỏ ra một chút thời gian và công sức, nhưng mà bù lại thì chúng ta có thể sử dụng được lại đồ cũ, cũng là một cách để bảo vệ môi trường, cũng hợp lý mà nó cũng bảo vệ túi tiền của mình nữa. Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Hôm nay Sài Gòn vừa mới mưa xong nè, và mình quyết định là sẽ đi một cái chợ đồ Si rất là lớn và nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Nhưng mà các bạn nào có quan tâm tới đồ Si đó, đó là chợ ở Hoàng Hoa Thám quận 10 nha. Một kinh nghiệm cho các bạn khi mà mình đi mua đồ Si đó là chúng ta mặc cái gì đó thật là giản dị thôi. Lúc mà mình vô đó mình lục tung tấy lên xong rồi mình lựa đồ ấy là mình về mình giặt cả đồ mới và đồ cũ luôn. Và nhớ là đeo khẩu trang nha, tại vì cái mùi đồ cũ đó, nó cũng không có được tốt cho lắm đâu. Này chúng ta bắt đầu đi thôi. Như các bạn có thể thấy thì đó là đây là cái quá trình mà mình đi lựa đồ ở trong chợ nè. Đồ thì nó sẽ được chất thành từng đống và nói chung là đồ Si mà mình phải chật vật lăn lộn với nó thì mình mới lựa được những món đồ ưng ý. Còn có một số chợ thì quần áo người ta sẽ lựa lên cái nước đầu sạch sẽ rồi người ta giặt là đôi giới thì giá nó sẽ cao hơn. Còn mình muốn giá rẻ hơn thì nó sẽ như vậy. Rồi chợ đồ Si ở Hoàng Hoa Thám á, theo mình thấy vào thứ sáu á thì đồ nó sẽ rẻ hơn, chắc là nước cuối rồi á, từ đầu tuần ở thứ sáu mọi người lựa hết rồi thì cái đó nước cuối thì nó sẽ rẻ hơn. Đồ mới thì sẽ được cập nhật vào thứ hai hình như là vậy. Mình muốn chia sẻ một số kinh nghiệm khi đi lựa đồ Si cho các bạn như thế này nè. Đầu tiên thì chúng ta mặc quần áo thoải mái thôi, giày dép cũng thoải mái rẻ tiền thôi nha, tại vì mình phải vứt giày dép ngoài kia kìa để mình chạy vô trong này xong rồi mình lựa đồ á. Nên là nếu như mà mang cái gì mắc mà người ta vô tình cầm nhầm biến mất thì sẽ tiếc lắm. Thứ hai đó là nếu như được đó thì các bạn hãy mua những cái bao tay nè. Đó, với lại đeo khẩu trang vào nữa, tại vì đồ Si có nghĩa là đồ mọi người đã mặc rồi và nó qua rất là nhiều cái con đường vận chuyển biển nè, hàng không cũng có, rồi từ cái cảng đó nó là vận chuyển tới đây mọi người là đổ đóng ra, rồi nhiều người lựa qua tay nhiều người, nên là khi nào mà nó được giặt giũ sạch sẽ rồi, trụng nước sôi rồi, xả con pho thơm nước lên rồi thì mình hẳn mặc nhé. Điều thứ ba mình muốn chia sẻ đó là đối với đồ Si thì các bạn phải lựa thật kỹ, sau đó về các bạn nên ngâm muối nè, trụng nước sôi nè, giặt con pho hai lần, giặt tay thôi, giặt máy thì nhiều khi nó sẽ bay màu tại vì đồ đó người ta cũng mặc rồi á, nhưng mà như vậy thì nó sẽ diệt khuẩn được nữa, mình mặc mình cảm thấy nó an toàn hơn. Điều thứ tư đó là khi mà các bạn lựa đồ Si thì các bạn phải coi thật là kỹ từng cái đường kim mũi chỉ, coi từng cái vạt áo, cái này gọi là cái gì nhỉ, cái tay áo nè, cái cổ áo nè, kiểm tra từng cái nút áo, từng cái vạt, từng cái chỉ, tại vì á cái đồ Si nó là kiểu mỗi kiểu nó chỉ có một cái và nó khá độc á. Nếu như các bạn hay đi mua đồ thì các bạn cũng sẽ thấy là nếu như mà vô tình có một cái chi tiết nào đó mà nó đứt ra, nó xích ra một chút thì mình sẽ không biết sửa ở đâu, mà nếu sửa thì nó cũng làm mất đi cái kết cấu, cái sự đẹp của nó, khi mà vì cái lý do đó mình mới lựa nó đúng không, bây giờ nó lại hư mất tiêu rồi thì phí lắm. Khi mình đi mua đồ Si ở chợ Hoàng Hoa Thám á, thì sẽ có một số quầy người ta bỏ giá sẵn, ví dụ như quần jean bao nhiêu, áo bao nhiêu, rồi áo khoác thì bao nhiêu, nhưng mà cũng sẽ có một số quầy dễ kia thì người ta chỉ treo lên, người ta không để giá. Mình sẽ hỏi là cô ơi, cái đóng này bao nhiêu đó, rồi người ta sẽ nói cái đóng nó bao nhiêu rồi như mình mua thôi. Nếu như mà các bạn thấy không hợp lý thì mình có thể trả giá ở đó. Và nhớ là phải hỏi giá trước và có giá trước nha. Tại vì nhiều lúc mình thấy nó đồ đóng ra đó, nhưng mà cũng tùy ngày á, mình thấy đồ ở đây giá cả thay đổi theo tùy ngày, như kiểu thời tiết, kiểu sáng nắng chiều mưa. Nên là cứ hỏi giá trước rồi mình vô đó mình lựa được cái nào ngay đó mình sắp về thôi. Không tới lúc mà mình ưng rồi mà mình ngồi mình trả giá thì mình cũng thấy mất cái hứng thú với cái món đồ đó đi. Mở đầu cho cái series quần áo ngày hôm nay đó là một chiếc áo sơ mi màu đen. Vải này mình không biết nó là gì, vải nó khá thô một chút chứ không phải là vải vải mềm mại đâu. Nhưng mà được cái là nó không nhăn, nghe mặt thì
nó khá nóng, nó không mát lắm nhưng mà rất là lịch sự, nên là mình đã quyết định lựa cái này. Cái vải này nó hơi mỏng một tí nên là mình có thể mặc ở trong áo, những cái áo ống hoặc là áo crop top màu đen á các bạn, màu đen nha, cho nó thanh lịch. Các bạn có thể thấy cái nút áo nó cũng đẹp nè, nói chung là có một cái kiểu gì đó nó hơi sang trọng và nhìn nó lạ nên là mình cũng thích. Với cái áo này thì các bạn hoàn toàn có thể mặc chung nó với những cái quần tay công sở hoặc là những cái quần jean cũng được. Nếu như mặc quần jean thì các bạn có thể biến tấu ở cái kiểu áo đằng trước, ví dụ như mình thắt nơ hai cái vạt áo này hoặc là mình cởi cái nút ở trên này ra, thì nó giống như là hồi xưa mà có cái trào lưu mà hay mặc cái áo ở trong xong rồi khoác áo sơ mi ở ngoài á, thì cái kiểu đó cũng đẹp, phối đồ kiểu đó cũng được. Nếu như lựa áo sơ mi mà đồ si á, thì mình sẽ ưu tiên những cái mà chất liệu thoáng, mặc không nóng nhưng mà cái này vì thấy đẹp nên mình cũng lấy. Vải đặc biệt là không nhăn nghe, tại vì cái vải lúc mà không nhăn á, thì mình mặc vô cái người mình tự giác nó sẽ đẹp hơn một chút, nhìn người nó cũng chỉnh chu hơn. Còn nếu như các bạn lựa những cái món nó mắc tiền nhưng mà vải nó nhăn á, mỗi lần mình mặc mình ủi với lại nó dễ nhăn, thì nhiều lúc nó cũng đưa mình vào những cái tình huống hơi khó xử. Thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là một cái áo trễ vai màu trắng có cái thắt nơ đằng trước. Các bạn đã thấy là lựa câu trước với câu sau của mình nói nhau vã nhau đúng đốt đó. Câu trước thì mình kêu là lựa áo không nhăn nhưng mà cái này lại làm quá nhăn nhúm. Nhưng mà bởi vì nó rẻ nha, cái áo này chỉ có 20.000 thì phải. Mặc dù nó nhăn nhưng mà nó lại lên hình đẹp nên là nhiều lúc mình sẽ dùng nó để chụp hình kiểu tớ selfie này hoặc là quay những cái video nhẹ nhàng thôi, xong rồi mình lại cất nhẹ butter của nó vào góc. Nhưng mà cái kiểu này cũng xinh mà đúng không? Có điều là mình phải ủi kỹ và cử động nhẹ một chút, còn nếu không nó rất là dễ nhăn và thành những cái nếp á, chính mình cũng không thích nữa mà. Ba áo thun đi vào lòng người tiếp theo đó là một cái áo đỏ trơn từ trên xuống dưới không có gì. Đó, các bạn có thấy cái tag của nó không? Một cái hãng gì đó mà mình không biết. Điều mà mình quyết định lựa nó là bởi vì chất liệu của nó là kiểu cotton nhiều hơn á, mặt nó rất là thoáng. Và cái màu đỏ này thì nó cũng dễ phối đồ nữa, mặc quần jean cũng được, đóng thùng cũng được, mà thả ra cũng được, mà mặc đầm cũng được. Trơn như vậy thì mặc rất là thoải mái và không ai có thể biết được, thiệt đố luôn á, đố luôn mà mọi người biết được là bạn mua nó với giá bao nhiêu tiền. Bởi vì cái vải nó cũng dày dặn và nó thoáng mát và nó xinh lắm. Lại một chiếc áo nữa, mình nghĩ là các bạn sẽ biết một cái tên gọi của nó là áo thun Mỹ. Thì cái này cũng là thành phần cotton nhiều hơn. Cái màu xanh này nó dễ mặc, không có kén da lắm nha, tại vì xanh kiểu trung tính một chút, có vài dòng chữ màu trắng nè. Một kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với mọi người khi mua đồ á, thì mình mua quần áo á, mình tránh mua những cái mà nó in chữ này, in tag đồ lên, tại vì mình không có hiểu rõ về cái brand đó thì mình mặc lên mình cũng thấy khó chịu, đó là cảm nhận riêng của mình. Nhưng mà tại sao cái áo này nó lại có chữ? Tại vì mình tính là mua về để mặc đi chơi với bạn bè thôi. Mặc cái này chung với những cái quần ngố này, những cái quần lửng hoặc là quần jean nó cũng đẹp lắm, mà nhìn nó cũng dễ thương. Nói chung là thoải mái. Mua đồ si mình phải ưu tiên cái thoải mái, cái thoải mái thì mới mua được, đúng không? Tiếp theo là một chiếc áo màu tím đi vào lòng đất. Thì cái màu tím này nó cũng như những cái trên đó là chất liệu cotton nè. Tím này các bạn nhìn vậy thôi chứ ở ngoài đời nó không có kén da lắm đâu. Cũng là vài cái chữ nè, dễ thương nè, mình có thể mặc ở nhà cũng được, mặc để chơi với bạn bè cũng được. Mà cái form của nó là form bự nha, chứ không phải là oversize. Cái này là cái kích cỡ lớn, size L hay XL gì đấy, nhưng mà là size của người nước ngoài nên là nó bự. Nếu như mà các bạn thích những cái gu ví dụ như mà gu mặc giấu quần á thì cũng được. Nhưng mà mình thì mình không thích, mình thích mặc cái này chung với những cái quần ngố ngang đầu gối. Đây là chiếc áo thun cuối cùng của series ngày hôm nay, đó là một chiếc áo thun màu đỏ mận phong cách cổ điển. Đó, logo in hẳn lên đây luôn nè. Nhìn rất là cái gì đó thể thao, mặc dù mình không tập thể dục nhưng mà rất thích mặc những cái đồ mang hơi hướng thể thao. Mà cái màu này cực kỳ dễ phối đồ luôn. Nếu như các bạn theo dõi kênh của mình á thì các bạn sẽ thấy là mình rất là thích những cái màu đỏ đô như vậy. Ba lô của mình cũng đỏ đô, cái áo hiện tại mình đang mặc cũng đỏ đô nè, và chính cái áo nó cũng đỏ đô. Cái màu này nó dễ mặc lắm mà nó mát nữa các bạn. À quên mất, nãy giờ cái quan trọng nhất mình chưa nói đó là giá của mỗi chiếc áo là bao nhiêu các bạn biết không? Cho các bạn 3 giây để đoán. 3, 2, 1. 30.000 một cái thôi. Mua 4 cái luôn về mặc. Cái này là một cái áo mình không biết gọi tên chính xác của nó là gì, tại vì ba lỗ thì chắc là ba lỗ thôi chứ không phải là hai dây. Chất liệu các bạn cũng có thể thấy nó là dày dặn mà nó kiểu như len hay sao, nó đan vào nhau á. Chất liệu nó khá dày dặn nghe, mà cái kiểu dáng nó cũng thanh lịch lắm, nên là ví dụ như các bạn mặc cái này xong kết hợp với những cái áo vest khoác ở ngoài cũng được, đi làm cũng được, đi chơi cũng được. Hoặc là các bạn có những cái áo sơ mi trắng mà
bây giờ mình tháo sơ mi trắng nó mỏng quá để cho nó thoáng, nó mát, nên là mình sẽ mặc cái này ở trong và mã sơ mi trắng ở ngoài thì bất chấp điểm thanh lịch luôn. Mà nó đẹp nữa, mà các bạn biết giá bao nhiêu không? 20.000 ấy. Bây giờ mình mua một cái áo ba lỗ ở ngoài chợ ít nhất cũng phải 4-50.000 mình mới mặc được. Mà áo ba lỗ ngoài chợ giặt có hai nước là nó nhão nhiệt, lại phải mua. Thì mình thấy mua cái này nha, vải nó không nhão, nếu như chịu khó giặt tay nè, kiểu dáng nó cũng dễ thương. Cái này là một chiếc quần tay đi vào lòng đất, bởi vì lúc mua thì mình rất là ưng. Thì các bạn cũng có thể thấy kiểu dáng basic, nhưng mà được cái là hai bên eo của nó lại có hai cái đường dây mình thun á, chứ nó không có may cái vải qua đó luôn, nên là cái độ co giãn của nó rất là tốt. Có điều là nó hơi bự so với mình một tí. Nhưng mà thêm một lưu ý nữa, khi mà các bạn mua đồ cũ á, đó là các bạn phải kiểm tra, nhớ nhặt, phải kiểm tra thật là kỹ từng cái đường kim một chị, bởi vì mình lúc đó không biết trở trời như thế nào, mình cũng kiểm tra rồi, bạn mình cũng kiểm tra rồi, nhưng về cái quần của mình nó vẫn bị lủng ở chỗ cái ống quần của các bạn. Nhưng mà vì nó màu đen với lại cái vải này nó cũng dài, nó lủng một tí thì mọi người sẽ không để ý. Nhưng mà khi mà mặc cái quần này mình sẽ cảm thấy không tự tin, mà mình không tự tin thì mình làm cái gì nó cũng không được, đúng không? Thì cái chất vải này nó cũng dài, đằng sau có hai túi giả, đằng trước cũng là túi giả luôn. Mặc lên cái form nó cũng đúng, nói chung là cũng đẹp lắm, ngoài chuyện nó bị lủng. Nhưng mà nó rẻ, mà các bạn đoán thử xem nó bao nhiêu, bình luận ở dưới đây cho mình biết nhé. Và đây verdict của cái buổi ngày hôm nay, một món mình vô cùng tâm đắc, đó là một chiếc quần jeans. Thì cái vải này các bạn thấy không, nó dày như thế này nè. Nhiều lúc mình thấy mình mua những cái quần của Zara nó cũng không được như vậy, mình cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà mình thích cái chất vải này nè, mặc nó thoải mái, cái màu xanh này mình cũng ưng nữa. Cái form dáng của nó cũng là form cổ điển thôi, cái gì cổ điển thì nó sẽ không có lỗi mốt. À, nhắc tới lỗi mốt mới nhớ, thì lại thêm một cái lưu ý nữa, đó là sẽ có nhiều bán mà các bạn cái thời điểm đó các bạn cảm thấy vô cùng là đẹp, trời tuyệt vời, trời mình phải có nó. Nhưng mà mình hãy suy nghĩ, tại vì nếu như nó quá nổi bật, nó quá xinh đẹp á, thì nó sẽ là trend. Mà nếu như mà mình không biết cách phố đồ, hoặc là cái trend nó kiểu 10 năm mới có một lần hay sao đó, thì mình mua rất là dễ bị lạc quẻ. Nên là nếu như đã đi lựa đồ si thì chúng ta nên lựa những cái món mà basic thôi, những cái đồ mà dễ mặc, dễ phối đồ, những cái kiểu dáng, những cái loại, những cái họa tiết, màu sắc mà chúng ta lúc nào phối đồ được và không bao giờ lỗi thời nha. Cái quần này thì dạng ống suông nè, bởi vì nó là size của nước ngoài á, size 31, nhưng mà nó vẫn rất là bự với mình sẽ phải đi sửa, đi bóp ống nó một chút, nhưng mà có hai mấy 30.000 thôi, nhưng mà vải nó đẹp lắm, mình ưng lắm. Xong rồi đó, sẵn cái like lên này nhìn cũng xinh đúng không, nhìn như là cái quần 300-400.000 vậy đó. Kết thúc video ở đây, thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu như mà các bạn thích video này của mình thì nhớ like video, và nếu như các bạn có thắc mắc hoặc là các bạn có cảm thấy điều gì đó mà mình nói chưa chuẩn xác ấy, thì comment dưới đây để mình có thể tiếp thu học hỏi và cố gắng phát triển kênh của mình nhiều hơn nha. Nếu như các bạn muốn làm bất kỳ một chủ đề gì nữa thì cứ comment dưới đây, mình sẽ cố gắng thực hiện những cái chủ đề đó. Và cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.